tung tăng khắp miền. Xin chào quý vị và các bạn. Lúc này tôi đang đứng ở trước cửa sân bay quân sự Lộc Ninh. Đây là một cái di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, khá nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào tham quan và tìm hiểu về di tích này. Sân bay quân sự Lộc Ninh thuộc thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Từ bùng binh của thị trấn theo đường Nguyễn Tất Thành qua chỗ nhà giao tế thì khoảng 200m là đến đây. Con đường cũng khá vắng. Nhìn sang bên tay trái chúng ta đã thấy một cái cổng rất đặc trưng. Mô hình có từ ngày xưa đấy. Trên này có 4 chữ sân bay Lộc Ninh. Phía bên trái cổng sân bay có một cái bảng di tích được công nhận từ năm 1989 là di tích cấp quốc gia. Đây là cái bảng di tích lịch sử đường Trường Sơn hay là đường mòn Hồ Chí Minh. Trước đây trong chiến tranh Việt Nam thì Lộc Ninh cũng là một điểm đến của đường mòn Hồ Chí Minh nhằm chi viện vũ khí và nhân lực cho chiến trường Đông Nam Bộ. Phía bên trái cổng vào là một tấm bảng có ghi những thông tin cơ bản. Chúng ta nhìn cái xà ở trên cổng, thấy nó đặc biệt không? Cái xà ngang ở đây thay vì là làm bằng bê tông cốt thép như thường thấy thì ở đây người ta lại làm bằng các cái tấm ghi sắt. Cái tấm vỉ sắt này nhìn hình dáng nó giống như là tôn cán mình lợp mái nhà vậy, nhưng mà nó dày hơn rất nhiều. Rất đặc trưng. Những cái vỉ này người ta gọi là các cái vỉ technic. Dấu tích xưa còn sót lại. Về vị trí địa lý thì sân bay quân sự Lộc Ninh là nó nằm cách cửa khẩu Hoa Lư khoảng 10 cây số về phía nam, và ở đây cũng cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 130 cây số về phía bắc, đi theo cái con đường quốc lộ 13. Chúng ta đã bắt đầu đặt chân vào phạm vi phía trong của sân bay Lộc Ninh rồi. Trước mặt đây là một dải đất trống. Hai bên này người ta trồng cao su. Ở giữa là chính cái đường băng khi xưa đấy. Đối diện bên kia đường Nguyễn Tất Thành là nhà thiếu nhi huyện Lộc Ninh. Nhìn quang cảnh cũng giống như là các cái sân bay quân sự mà tôi cũng đã từng đến. Ví dụ như là sân bay Treo Reo hay là một số các cái dấu tích sân bay khác. Sân bay Phượng Hoàng, sân bay L-19 ở Đắc Tô Tân Cảnh cũng thế. Nói một chút về tỉnh Bình Long xưa thì đây là một trong những tỉnh trung bình của Việt Nam Cộng Hòa. Tỉnh này có 3 quận gồm có Trơn Thành ở phía nam, An Lộc là ở giữa và Lộc Ninh ở phía bắc. An Lộc chính là thủ phủ của tỉnh Bình Long xưa, mà nơi xảy ra trận đánh khốc liệt trong mùa hè đỏ lửa 1972. Trước đây tôi cũng đã có làm một video về trận An Lộc. Sau khi thống nhất đất nước thì tỉnh Bình Long
sáp nhập với lại một số các cái vùng đất khác ngày nay thuộc địa phận của tỉnh Bình Phước. Thủ phủ của tỉnh Bình Long là thị xã An Lộc xưa bây giờ cũng đổi tên là thị xã Bình Long. Cái tên gọi An Lộc bây giờ nó chỉ là để chỉ một cái phường của thị xã Bình Long mà thôi. Tuy nhiều lần tách nhập đổi tên như vậy nhưng mà huyện Lộc Ninh thì vẫn giữ nguyên tên, không có thay đổi. Và vùng đất của huyện Lộc Ninh cũng không có xáo trộn nhiều sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Di tích này cũng nằm rất gần nhà giao tế Lộc Ninh, cũng là một công trình được xếp hạng cấp quốc gia. Đấy, cái khoảng hai bên hàng cao su này là phạm vi sân bay khá rộng. Tôi ước lượng nó khoảng tầm 50 đến 55 mét. Tháng 3 năm 1965 thì Mỹ bắt đầu xây dựng sân bay này để phục vụ chiến sự. Lúc đó thì cũng là cái năm mà Mỹ bắt đầu thực hiện cái việc đổ quân trực tiếp vào tham chiến ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Vào đầu năm 1972, quân giải phóng phát động chiến dịch Xuân Hè. Phía Việt Nam Cộng Hòa thì gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa. Ba mặt trận chính diễn ra gồm có Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trị Thiên thì diễn ra những trận đánh rất ác liệt ở khu vực Quảng Trị và Thành Cổ. Bắc Tây Nguyên là ở Kon Tum và Đông Nam Bộ là ở An Lộc. Lúc đó các mặt trận này quân giải phóng bố trí lực lượng tương đương với cấp quân đoàn, rất là hùng hậu. Ở An Lộc thì gồm có sư đoàn 5, 7 và 9 phối hợp với lại các lực lượng khác như là tăng thiết giáp, phòng không, pháo binh, đặc công, bộ đội địa phương. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khu vực Bình Long, An Lộc này thuộc trách nhiệm phòng thủ của sư đoàn 5 bộ binh. Lúc đó dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hưng. Đây là sư đoàn có căn cứ đóng ở Lai Khê, ngày nay thuộc huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tại Lộc Ninh này, sư đoàn 5 chỉ bố trí một trung đoàn phòng thủ thôi, đó là trung đoàn 9. Một số lực lượng khác như là biệt động quân, địa phương quân, nghĩa quân và tăng thiết giáp. Ngoài ra thì phía Việt Nam Cộng Hòa còn được sự chi viện rất mạnh của hỏa lực B-52 từ Mỹ. Mặt trận An Lộc diễn ra một số các cái trận đánh ngoại vi như là trận đánh vào Sa Mát. Rồi sau đó, sau khi đã bố trí lực lượng đầy đủ áp sát Lộc Ninh, thì bắt đầu rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng đã đồng loạt tấn công vào chi khu quân sự Lộc Ninh và các cái vị trí phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa. Lực lượng chính tấn công Lộc Ninh là sư đoàn 5 do Thượng tá Bùi Thanh Vân, quân giải phóng chỉ huy. Và đặc biệt có sự tham dự của lực lượng tăng thiết giáp. Sau khi Lộc Ninh bị tấn công, các lực lượng của Trung đoàn 9 và một số đơn vị khác từ cửa khẩu Hoa Lư kéo về để chi viện cho chi khu Lộc Ninh. Nhưng mà dọc đường đi thì lực lượng này rơi vào ổ phục kích của quân giải phóng và bị đánh thiệt hại rất nặng. Chỉ trong có 3 ngày thôi, bắt đầu từ ngày 5 rồi đến tới chiều ngày 7 tháng 4 năm 1972, lực lượng trú phòng buộc phải rút về phía An Lộc. Quân giải phóng là đã chiếm trọn được quận Lộc Ninh. Lần đầu tiên, một quận của Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay quân giải phóng. Trung đoàn trưởng của Trung đoàn 9 Việt Nam Cộng Hòa còn bị bắt sống trong cái trận đánh ở Lộc Ninh đó cơ. Các lực lượng còn lại rút về An Lộc cũng lại bị phục kích tiếp, lại bị đánh thiệt hại. Sau khi chiếm được Lộc Ninh, quân giải phóng đã xây dựng ở đây thành thủ phủ kháng chiến. Rất nhiều cơ quan đầu não quân giải phóng đã đặt căn cứ
ví dụ như là Bộ Tư lệnh miền ở Tà Thiết, hay là tòa nhà của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt ngay ở trung tâm thị trấn. Sau này khi mà đã xây dựng căn cứ kháng chiến ở Lộc Ninh, đây cũng là một cái điểm đầu cầu trong tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn cuối, tiếp nhận vũ khí, vật lực rồi là nhân lực để chi viện cho chiến trường Đông Nam Bộ từ ngoài miền Bắc chuyển vào, giúp quân giải phóng ngày càng lớn mạnh. Sau này sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng hòa bị đánh thiệt hại nặng thì được rút về hậu cứ ở Lai Khê dưỡng quân và bổ sung quân số. Sư đoàn 18 của đại tá Lê Minh Đảo được lên thay. Các cái trận đánh cũng diễn ra ngoài phạm vi của thị xã An Lộc khi xưa, nhưng mà hai bên cũng không thể nào mà đủ lực lượng để tiến chiếm. Quân lực Việt Nam Cộng hòa thì cũng không chiếm lại được Lộc Ninh, rồi quân giải phóng cũng không đủ lực lượng để chiếm An Lộc. Hai bên là ở trong cái tình trạng giằng co suốt cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mùa này cây cao su là nó cũng đang thay lá. Một số cây đã ra lá non, xanh mơn mởn. Một số cây thì trụi, nhìn khô cằn. Miền Đông Nam Bộ, nơi mà ngày xưa người Pháp người ta đã thành lập các cái đồn điền cao su từ rất lâu rồi. Họ tuyển mộ công nhân cao su khắp cả nước. Cao su đi dễ khó về. Trước đây là rừng thiêng nước độc, rồi là sốt rét ngã nước, nhiều người đã phải bỏ mạng. Sau khi quận Lộc Ninh và sân bay quân sự này thuộc quyền kiểm soát quân giải phóng thì tại đây cũng diễn ra một số các sự kiện. Phía quân giải phóng và Mỹ đã thực hiện đợt trao trả tù binh đầu tiên. Gần 30 quân nhân Mỹ được giao trả. Phía quân giải phóng thì cũng nhận lại một số những chiến sĩ bị tù đầy. Tiếp đó, khi mà Hiệp định Paris được ký kết, thì phía quân lực Việt Nam Cộng hòa và quân giải phóng cũng thực hiện một số đợt trao trả tù binh nữa. Ở nhà tù Phú Quốc cũng có một số tù binh quân giải phóng cũng được máy bay trở lên để giao trả tại chỗ này. Các lần giao trả tù binh trước đây, hai bên là người ta xây dựng những cái lán trại tạm ở dọc sân bay đây này, ví dụ như là hai bên cánh rừng cao su. Khi mà máy bay chở tù binh hạ cánh xuống đây thì là các cái ủy ban giám sát quốc tế, rồi là ủy ban quân sự các bên, người ta ngồi đây để người ta giám sát cái việc trao trả. Tù binh bên nào thì về phía lán của bên đó. Về ủy ban giám sát, người ta ngồi xen kẽ, điểm danh quân số. Các cái lán trại ngày xưa người ta xây dựng bằng tranh tre nứa lá tạm thôi, dọc hai bên đường băng. Thời điểm trao trả tù binh nó là đầu năm, nó cũng giống như là thời điểm bây giờ. Nắng hanh vàng, có gió. Mỗi lần cái xe quân sự nó chạy qua là nó cuốn bụi mù lên. Đấy, những cái con đường đất đỏ như thế này. Một thời khói lửa. Nhắc lại một số những cái sự kiện đã diễn ra ở sân bay Lộc Ninh để cho các bạn có những cái cảm nghĩ về một thời chiến tranh khi xưa. Đặc biệt là cũng tại đây, sự kiện trao trả tù binh năm 1973 đó có một đợt là hơn 900 tù binh nữ của quân giải phóng được trao trả từ nhà tù ở Cần Thơ. Đây là những nữ chiến sĩ và những quân cán chính của phía quân giải phóng bị bắt tù đầy từ các trại Bình Định, Phú Yên, sau đó được chuyển về Cần Thơ và cuối cùng là được máy bay C-130 người ta chở từ Cần Thơ lên để trao trả tại chỗ này. Các hình ảnh cũ người ta cũng có những cái ghi nhận. Sau khi được trao trả thì các nữ chiến sĩ quân giải phóng cũng được mặc bộ quân phục mới. Lộc Ninh,
Vùng đất cao su đi dễ khó về, đất đỏ ba gian, một màu nắng cháy. Đến khoảng giữa sân bay thì thấy có một số những cái vòng tròn bằng sơn trắng. Ở giữa có chữ H. Cái vết sơn này hơn 50 năm rồi mà nó vẫn tồn tại. Bền thế. Đặc biệt là cái dấu chữ H ở giữa đây này. Nhìn còn trắng tinh. Đây là dấu tích người ta sơn để làm cái vị trí mà định vị cho máy bay nó lên thẳng, các trực thăng đấy. Phía cuối sân bay đằng kia nhìn thấy rồi, một hàng cây nó chắn ngang. Đây là nhìn ra phía cổng. Như vậy chúng ta có thể ước lượng được rằng cái sân bay này chiều dài nó chỉ khoảng tầm trên dưới 1.000 mét thôi, không dài lắm đâu. Thời điểm bây giờ là bắt đầu sang giờ chiều, là cái thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Nó cũng giống như cảnh tượng cách đây 50 năm, nơi thực hiện những chuyến giao trả tù binh giữa hai bên, một chính sách nhân đạo trong chiến tranh. Có lẽ thời điểm mà những tù nhân của hai bên được trao trả ở đây, trong tâm trạng họ rất là vui, cũng như là tràn đầy hạnh phúc khi được trở về cùng với gia đình, trở về với lại những người đồng đội. Có một số bài báo người ta còn nhắc đến sự kiện là hơn 20 quân nhân Mỹ trong lần đầu tiên được trao trả tại sân bay Lộc Ninh này, họ còn nói những lời cảm ơn đối với lại phía quân giải phóng. Bởi vì là trong cái giai đoạn mà họ bị bắt cầm tù đó, chính vì được phía quân giải phóng che chở nên là họ còn sống sót được đến ngày trở về với gia đình. Đấy, chúng ta nhìn lại một lần nữa quang cảnh toàn bộ của sân bay Lộc Ninh. Một địa điểm rất nổi tiếng trong chiến tranh và cũng là nơi dấu ấn lần đầu tiên chính sách nhân đạo trong chiến tranh đã được thực hiện. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.